Mỗi năm tôi sẽ chôn một lần. Và đây là năm thứ ba tôi làm cái chôn nhời ba. Cái chôn nhời ba thì có rất nhiều cái tình huống ở trong phim tổng kết lại cái tình hình thời sự trong một năm và đã được rất nhiều giới truyền thông quan tâm. Bộ phim chôn nhời ba chúng tôi bật mí cho quý vị là có rất nhiều điều đặc biệt. Đặc biệt nhất là có nhân vật Thạch Sanh đi chặt cây. Chặt cây về để làm gì, làm đốn củi hay là về làm củi đun hay là về bán củi thì chúng tôi chưa biết. Khẳng định một điều rằng là cái chôn nhời ba năm nay quý vị xem sẽ thấy rất nhiều cái mới, nhất là cái tính thời sự. Cái thời sự, cái cuộc sống hiện đại, các bạn sẽ có một cái cảm giác liên tưởng tới một cái gì đấy. Nó cũng mang tính nhân văn. Năm nay cũng có nhiều điều bất ngờ đối với cá nhân của nhân vật Khoai. Theo tôi cái 3 là phải hơn cái 2 rồi. Mà tương lai ấy, thì cái 4 có khi lại còn hơn cả cái 3 và cái 2 và cái 1. Thì cái đó tôi cho là, nhưng mà làm được việc đó cũng không phải là dễ. Tất nhiên là kể cả người viết, kể cả đạo diễn và kể cả diễn viên là phải tập trung vào một mối và đồng thời phải có một cái sự suy nghĩ, phải nói là tương đối là vất vả.